Thưa quý vị, văn hóa của người Mông ở Sơn La rất phong phú, đa dạng, hấp dẫn. Các điệu múa truyền thống có từ bao đời nhưng vẫn tồn tại và phù hợp với sự phát triển hội nhập hiện nay. Xin giới thiệu điệu múa Tha Khành, múa dân gian dân tộc Mông do diễn viên nghệ nhân dân tộc Mông xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La thể hiện.